Hello các bạn ơi, vừa mới đi học xong và bà bác sẽ dẫn người ăn mì udon với mì lệ tempura nha. Vô thôi. Ta 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 ta. Giờ mình sẽ lựa nha. Các bạn nghĩ như nên ăn cái gì đây? À, con sẽ ăn cái này đi. Rồi. Mì udon. Cho anh một cái phần số 11. Bác ăn gì? Bác ăn cơm hay bác ăn mì? Cơm. Ăn cơm đó. Cơm này đi. Rồi, này. Cơm heo cay đúng không? Hai cái bạn ủ quên. Hai cái bạn ngươi đã vào trong cái tiệm mì udon rồi. Ngươi sẽ ăn mì. Bây giờ mình sẽ chọn một món đồ chiên nha. Bà bác ăn cái nào vậy? Con lấy cái phô mai. Này hả? Dạ đúng rồi ạ. Wow. Xong không em? Dạ. Một miếng trà nữa. Dạ. Không có đá hả? Dạ có, sau lưng em có đá, anh dùng nhiều quá anh lấy giúp em nha. Wow. Wow. Đây là cơm, thịt nướng, cảo kim chi, salad, mì. Anh có phải giúp em? Đây các bạn, đồ ăn của người đây. Từ 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 từ. Nè, ngươi đi ăn trưa với bà bá tại vì mà má không nấu cơm. Dạ hôm nay cũng là sinh nhật bà bá với sinh nhật ngư nên sẽ ăn ăn sinh nhật sớm nha. Bây giờ cô sẽ bưng ra bàn giúp mình nha. Cảm ơn cô. À bá lấy gì vậy? Con lấy nước tương hả? Dạ có, cho con một chén nữa. Mày phải nước tương ta. Này nước tương không mày? Cảm ơn. Có chừng lẩu giấm rồi. Ok. Con ăn nữa không? Dạ không. Đợi chắc thì chắc rồi. Dạ con miếng mè bác. Mè đâu? Đấy à, vừng vừng như mè gì đó. Con này là gì ta? Dạ gừng. Rồi, rồi. Gừng ăn ấm bụng kìa. Wasabi kìa bác. Wasabi kìa. Cái chừng trúng ta kìa con. Cảm nghĩ ngày hôm nay đi ăn sinh nhật bữa trưa. Ok các bạn, giờ mình sẽ ăn chưa. Không chơi gì vậy? Quên mất. Mình sẽ cất khẩu trang này ra. Ở đây thì mình có thịt nè, mì nè, mì udon với lại trứng lòng đào. Dạ ngươi cực kỳ thích ăn trứng lòng đào của Nhật luôn. One hour later. Các bạn ơi, no cành không? Cái mì này cái tô nó không có bự, nhưng mà cái cọng mì nó bự. Cái cọng mì, một cái cọng mì này bằng 6 cái cọng mì thường của mình ăn á. Và ngươi cảm thấy rất là no luôn. Và bây giờ ngươi sẽ về nhà đi ngủ. Sau đó thì quan nghiệm sao các bạn được hỏi tại sao ngươi cái mặt ngươi chọn ra nha. Bye bye.